chào các bạn, nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách xác định và sửa chữa cái ban lỗi mất rung cho cái iPhone 6 nó riêng và các dòng điện thoại nó nói chung các bạn ha. thì ở cái ban này là nó rất là dễ nên mình sẽ nói kỹ và nói nhiều một chút à, ở những cái ban dễ mà không thì mình sẽ nói nhiều, những cái ban khó mình sẽ nói ít tại vì khi các bạn làm được cái ban dễ các bạn hiểu thì tự động các bạn sẽ làm được cái ban khó thôi ha. riêng cái máy này thì khách hàng họ có code và họ có dữ liệu quan trọng họ không muốn để lộ ra ngoài nên thì mình chỉ thử được cái cục rung bằng cách cái nút gạt rung thôi thì gạt rung lên gạt rung lên mà gạt cũng xuống ha nó sẽ rung nhẹ một cái là ok còn nó không rung thì nó bị lỗi thì chúng ta sẽ sửa thôi rồi như vậy thì làm sao chúng ta biết được cái cục rung nó sẽ đường nào điều khiển đúng không các bạn sẽ để ý ha cái cách để nhận biết ra các bạn thấy cái cục rung ở cục này ai cũng biết rồi đúng không nó nằm ở ngoài clip căn bản của icvit vn rồi cái cục rung anh thấy nó có hai chân nó sẽ tiếp xúc vô cái điểm đó và cái và hai cái điểm đó nó sẽ đi qua một cái đường lên cái socket các bạn thấy không đây là sợi dây cáp sạc của iphone 6 thì hai cục rung nó nằm đây rồi sau đây các bạn đây là cái cáp sạc của hàng 6s nhưng mà nó cũng giống giống vậy thôi mình để môi các bạn xem ha rồi thì nó sẽ qua cái socket và cái socket nó sẽ gắn vào cái socket trên main các bạn thấy không các bạn thấy hầu như iPhone 6 và 6S hầu như tất cả iPhone nó cũng đều sử dụng giống 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 nhau về cái về cái mạch ha chứ không không có không có khác đâu, nó chỉ thay đổi vị trí thôi. Rồi như vậy thì chúng ta biết được cái socket này chính là cái socket quản lý rung rồi đúng không? Thì lúc này đây các bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ mở edit yes, lên các bạn ha. Và mở Blackfish lên. Thì cái tool này là cái tool để mô phỏng cái um, mạch của cái những cái dòng điện thoại đó, iPhone, iPad và Samsung nó hỗ trợ mạnh nhất và cái tool này các bạn phải mua các bạn ha thì mình có kinh doanh cái sản phẩm này nó đang nằm ở cái thời điểm này nó nằm ở giá là một triệu tư trên một cái usb dongle hk rồi sau khi chúng ta mở cái tool này lên thì mình sẽ bắt đầu mình vào backfit là cái phần mềm để xem cái Sematic. và z là cái phần mềm để mô phỏng những cái đường mạch trên cái men rất là thuận tiện nha các bạn làm việc cũng như là học tập Rồi thì các bạn sẽ thấy ha đây chính là cái mô phỏng một, một cái men iPhone 6 các bạn thấy không nó rất là giống thật giống thực tế và nó chính xác hầu như là 99,9% luôn các bạn ha thì đôi khi nó có một chút gì đó sai lệch thì cũng là nhưng mà nhà sản xuất thì họ sẽ fix ngay lập tức thôi rồi chúng ta sẽ phóng to cái mặt này lên các bạn sẽ thấy ha đây chính là cái socket này các bạn sẽ lấy cái cái đuôi sạc các bạn gắn vào đây đúng không thì chúng ta sẽ biết được là cái socket này nó sẽ tên là Z1817 rồi Z1817 các bạn ha bây giờ thì mình sẽ nhớ cái tên socket này và mình sẽ mở cái phần mềm Blackfish lên và mình search với cái từ khóa là Z1817 tìm kiếm rồi các bạn thấy chưa nó ra nó ra một cái socket Z1817 và mình sẽ phóng to lên để mình xem xem cái chân cái đường rung của nó là cái đường nào các bạn ha thì cái đường rung của nó các bạn thấy nó sẽ viết viết là viper phải không? viper một đường b b là thường là đường áp cộng ha mà tiếp tục thêm một đường nữa là viber n rồi n là được cái đường áp trừ của nó phóng to lên hoặc là các bạn soi một chút ở cái trang này các bạn cũng thấy nè ha đó, những cái um, kỹ sư thiết kế mạch cho Apple họ cũng có nót rất là rõ ràng các bạn không Đây là cái đường bơ nó đi qua cái cuộn dây rồi nó sẽ đi qua đây nó đi vào tập kết rồi không xong như vậy thì chúng ta sẽ biết được là cái chân thứ chân số 5 và chân số 6 là nó là quản lý cái đường rung của cái iPhone 6 đúng không rồi chúng ta tiếp tục chúng ta trở về ZW chúng ta mở phóng to cái hình này lên khi mà các bạn phóng to lên đó, nó sẽ hiện lên cái số chân ở trên này nè để các bạn biết được là cái chân số mấy số mấy đó, nó dễ lắm phải không rồi bây giờ thì như vậy chúng ta biết được chân 5 và chân 6 là là hai là hai cái chân mà nó đưa ra cái tiếp xúc rung đúng không thì chúng bây giờ chúng ta muốn biết là con nào là quản lý cái phần rung của iPhone 6 đúng không thì các bạn sẽ nhấn vào cái chân số 5 các bạn sẽ thấy ha chân số 5 nó sẽ đi qua cái tụ này rồi cái tụ này nó nó mát thì mình không nói ha để tụ lọc thôi rồi tiếp tục nó sẽ đi qua cuộn dây ép là 1820 này Các bạn sẽ tiếp tục mang nhấn vào chân bơi còn lại để xem xem nó đi đến cái con IC nào Thì nó đi đến con IC nào thì chính là cái con IC đó sẽ quản lý cái phần rung ha Rồi mình sẽ phóng to cái mặt bên này lên để mình xem xem nó đi vào đầu Ồ oh, các bạn thấy chưa nó đi vào con IC này U1400 Rồi một chân con IC này và thấy không? Như vậy là cái chân IC này nó sẽ đi qua con tụ này, sau đó nó đi qua cuộn dây này. Và nó đi lên cái socket chân số 5. Rồi tiếp tục mình sẽ nhấn vào cái chân số 6. Để mình xem xem chân số 6 nó sẽ đi qua cái tụ C1875 này và nó đi qua cái cuộn dây fl chín này đúng không? Mình nhấn chân còn lại để xem nó đi đâu. Rồi nó sẽ đi tiếp tục đi vào cái chân của con ICU 1400 này như vậy thì chúng ta sẽ suy ra được rằng cái con ICU 1400 này chính là cái con IC rung của iPhone 6 rồi như vậy thì chúng ta sẽ mường tượng trong đầu chúng ta là nếu mà iPhone 6 nó bị lỗi rung thì nó sẽ có những cái trường hợp sau đây trường hợp thứ nhất là nó sẽ bị chạm những cái con tụ lọc này ha và khi các bạn đo tổng trở và các bạn đo ngược các bạn sẽ thấy con tụ này chạm và con tụ này chạm nó sẽ gây cái tình trạng là mất rung đúng không thì các bạn chỉ việc bẻ bỏ con tụ này và bẻ bỏ con tụ này trường hợp thứ hai nữa là nó sẽ bị đứt đường đứt đường từ cái con ic đi lên cái này thì cái đường từ con ic lên đây nó sẽ đi qua những những cái cuộn dây này đúng không thì các bạn đo cái chân nào mà mất trở hoặc là cái chân nào mà trở kháng nó không đúng á các bạn chỉ việc tháo cái cuộn dây này ra hoặc tháo cuộn dây này ra và các bạn lấy một chì nhỏ để tạo chân là cho nó là xong đúng không rồi thì trường hợp thứ ba nữa là các bạn đo các bạn cách ly hai tụ này bỏ luôn rồi các bạn đo không đo đường xá ok hết mà các bạn nghi ngờ các bạn cứ việc câu hẳn luôn sau khi các bạn câu câu hẳn hai cái cuộn dây này lại luôn mà các mà cục rung nó vẫn không rung nữa thì chúng ta sẽ xác định được là ừ tại sao đường xá đã ok hết rồi nhưng mà xe vẫn không chạy đúng không có nghĩa là cái chiếc xe này bị hư đúng không rồi chiếc xe này bị hư thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta tháo nó ra và chúng ta sẽ thay thế nó thử nếu mà cái trường hợp mà chúng ta thay thế nó không được nữa thì chúng ta sẽ sẽ định ủa tại sao đường xá đã ok rồi chiếc xe cũng đã thay thế ok rồi mà không được nữa có thể nó bị hết xăng không hết xăng thì có nghĩa là cái những cái đường áp cấp cho nó bạn thấy không những đường với bát cấp cho nó đây thì lúc đó chúng ta sẽ đo cái bát cấp cho nó mà và đo vô đây chúng ta sẽ đo với bát tháo xe ra đo với bát tại đây đúng không rồi cái trường hợp mà các bạn đo với bát tại đây ok luôn các bạn thay con IC này ok luôn mà vẫn không được nữa thì chúng ta sẽ suy nghĩ lại ủa tại sao đường xá ok chiếc xe ok xăng đã đầy đủ mà sao nó không chạy nữa có nghĩa là còn một trường hợp nữa là không lẽ là nó chưa có tài xế đúng không thì tài xế chính là những cái được những cái người điều khiển thì những cái người điều khiển xe nó cũng sẽ giống như là những cái chân điều khiển bạn ha lúc đó các bạn sẽ tháo con xe ra tiếp và các bạn đo trở kháng tại những tại những cái chân này nè những cái chân trở kháng trên này là những cái chân điều khiển từ cpu qua hoặc xe nguồn qua đó xem nó có bị nó có bị mất chân nào hay không là xong rồi ha thì ở tại vì cái ban này nè nó dễ nè cái ban rung nè nó dễ tại vì nó chức năng của nó nó ít nó chỉ có hai chân thôi hai chân ra cục rung rồi. Cái nguồn cấp cho con IC rung và một vài chân điều khiển thôi nên các bạn chỉ cần làm được cái ban này để nó dễ mà các bạn cứ làm sâu vô làm hết tất cả những trường hợp luôn để khi mà các bạn làm được rồi các bạn sẽ tự nhiên các bạn sẽ có cái gì đó trong đầu các bạn sẽ hiểu hơn về cái cách sửa những cái điện thoại ha cũng từ những cái ban đơn giản này đi lên từ từ những cái ban nó phức tạp khác thôi. Các bạn thấy không? rồi như vậy thì bây giờ mình sẽ qua đây mình vẽ mình vẽ tay ra một cái ra cái tờ giấy để cho nó đơn giản hóa cái vấn đề cho các bạn dễ hiểu hơn ha rồi sau khi thì chúng ta nhờ desktop và chúng ta biết được những cái chân nào là cái chân quản lý rung trên cái trên cái men này đúng không nó sẽ dẫn ra cái chân 5 và chân 6 trên socket thì chúng ta sẽ đo tổng trở trên nó bằng cách chúng ta sử dụng cái đồng hồ đo ha cái thang đo chỉnh thang đo x10 và chúng ta hai cái que chập lại và chỉnh nó về không để cho cho chính xác sau đó quay đen chúng ta sẽ chấm mát và quay đỏ chúng ta chấm vào chân cần đo thì cái chân cần đo ở đây chính là cái chân 5 trên cái socket các bạn sẽ thấy trở kháng nó có tổng trợ tốt rồi tiếp tục chúng ta đo qua chân 6 các bạn thấy không tổng trợ cũng tốt thì để tránh cái tình trạng nó bị rỉ tụ nó rỉ tụ nên những cái tín hiệu nó đưa xuống mát hết thì chúng ta đảo đầu que que đỏ chấm mát và quay đen chúng ta đo ngược lại một cái nữa các bạn thấy hầu như cái kim nó không có nhúc nhích hoặc là nó sẽ nhúc nhích nhẹ và nó nó chả xuống ha thì các bạn có thể sử dụng một cái men đo mẫu là cái men iCloud để các bạn đo đo mẫu để biết chính xác ha thì thường ở cái banh rung iPhone 6 này nếu mà một cái máy mà zin cái máy mà họ khách hàng họ đang sử dụng mà bị lỗi á, thì thường nó sẽ bị rỉ những con tụ thôi các bạn chỉ việc cạo cái lớp keo nhà cạo nhẹ cái lớp keo ra và các bạn lấy hai con tụ đó ra là xong ha còn ở những cái máy như rất đất thì thường nó sẽ bị hở chân hoặc đứt đường hoặc là bung cuộn dây còn những cái máy mà bị rớt nước thì thường thì nước nó sẽ chui vào và nó làm cháy cuộn dây hoặc là cháy đường hoặc là hoặc là chết cái con ic nếu mà nước nó vào con ic rung đúng không thì các bạn cũng cái clip giấy đúp mới nãy các bạn coi các bạn cũng thấy được cái cách mà để xác định được cái con ic rung là cái con nào đúng không cái cách để mà biết được cái con nào nó nó quản lý cái phần rung đúng không ha thì cái clip này mình chỉ um, demo cái ban nhẹ nhàng nhất nhẹ nhàng nhất các bạn ha thứ thực ra một cái phân 6 nó bị lỗi rung đó, nó có rất là nhiều cái lý do chứ không phải đơn giản là chỉ hai con tụ này không đâu rồi và các bạn lẫy những cái này các bạn lấy các bạn cạo và tách nó ra dưới cái dưới kính hiển vi á cái kính hiển vi các bạn có thể mua những cái kính mà nó cái kính hiển vi xoay nổi nó chum từ 10 x đến 40 x là ok rồi thích hợp cho cái ngày sửa điện thoại ha có nghĩa là cái kính hiển vi để dùng để xem cái mạch điện á rồi các bạn tách nhẹ ra để tránh các bạn sử dụng kính hiển vi để tách cho nó đúng cái con cần tách và nó thao tác nó không có thừa để nó làm văng những cái con cái những cái con khác ra mất công chúng ta phải sửa tiếp những cái ban có nghĩa sửa có không rung mà nó bị mất mít rồi mất chuông đủ thứ ha rồi sau đó thì mình sẽ câu cục rung ra để mình để mời các bạn xem là cái cục rung nó ok ha tại vì nó nằm ở trong á khó thấy nó rung lắm các bạn thấy không nó rung nhẹ 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 ha Rồi sau khi chúng ta đã đo đạt những cái đường ra ok hết rồi đúng không mà nó vẫn không có rung thì chúng ta tiến hành chúng ta làm đến cái con IC rung thì về những cái mà cách mà để tháo con IC và cái cách đóng IC làm sao cho nó chuẩn thì các bạn hãy xem trong cái mục basic kêu và cái HQ của các bạn tự luyện ha cái này các bạn phải tự luyện thôi chứ thật ra không có ai mà hướng dẫn ai được đâu mình chỉ hướng dẫn các bạn cái cách để luyện thôi và các bạn luyện nhiều thì các bạn sẽ thành thục thôi rồi, trường hợp mà chúng ta thay thế con IC rung mà nó vẫn không rung thì chúng ta tiến hành chúng ta đo, đo đạt tiếp vào trong, giống như lúc nãy cái giới tiếp mình cũng nói. Ha, bây giờ mình sẽ vẽ sơ sơ ra để cho các bạn dễ hiểu hơn một xíu. Các bạn thấy ha, cái ban này nó đơn giản nè. Cái con IC rung nó chỉ gồm có 9 chân thôi. Ha, trong đó là nó có hai chân nó đưa ra cục rung rồi, và còn một chân thì nó nhận cái nguồn áp Vbat và những chân còn lại là những cái chân điều khiển của nó. Thì sau khi chúng ta đã tiến hành là chúng ta đo đạt cái đường rồi đúng không chúng ta đã đo đường ra ok có nghĩa là đường xá đã ok rồi mà tại sao chiếc xe nó không chạy có thể là chiếc xe nó bị hư hay không đúng không nhưng mà các bạn cũng đã thay con y xe rung rồi có nghĩa là chúng ta đã thay cái xe luôn rồi mà tại sao đường xá ok xe ok mà vẫn không chạy thì có thể là do cái xe nó hết xăng đúng không chúng ta lúc đó chúng ta sẽ quyết định chúng ta tiếp tục chúng ta đo tiếp cái đường xăng của nó cho nó chính là cái đường vbat cái được cấp nguồn cho nó các bạn ha rồi các bạn thấy à coi ic này nó rất là đơn giản chính vì nó đơn giản nên mình mới nói kỹ các bạn sẽ dễ hiểu hơn và những cái những cái ban khác nó nó cũng y như vậy thôi chẳng qua là nó sẽ có nhiều đường hơn nhưng mà cái cách đo thì cũng giống như cách đo y chang như vậy thôi các bạn ha rồi nó sẽ có hai chân ra một chân là vai bên nào một chân là vai bên bê đúng không đó không hai chân này nó sẽ nói với lại cái cục rung thì cái vấn đề mà kiểm tra cục rung mà kiểm tra cái sợi dây dẫn dẫn cái tín hiệu ra cục rung thì chúng ta đã có trong cái clip của acubix vn rồi ha bây giờ chúng ta tiếp tục xem cái đường trên men nó sẽ đi qua một cái cuộn dây thì cuộn dây nó giống như cây cầu các bạn ha thì nếu mà cái cuộn dây nó đứt thì cái cầu nó gãy thì nó cũng không đi được thì chúng ta tiến hành chúng ta nói cái cầu cái cầu lại thôi còn trường hợp nếu mà chúng ta đang nói cái cầu lại rồi mà nó vẫn không đi được có thể là nó bị cái tụ nó bị chạm có nghĩa là nó bị cái chạm kiểm soát bắt lại đúng không thì chúng ta việc chúng ta bẻ bỏ cái chạm kiểm soát này ra rồi sau khi đường xá đã thông thoáng mà vẫn không được thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta thay thế cái con ic rung rồi thay thế serum rung mà vẫn không được đường xá nó không được thì chúng ta tháo ic rung ra và chúng ta đo tổng trở cái coi cái VBAT vô nó nó nhận hay không đo tổng trở là được ha còn những cái mà đo nóng á thực ra nó cũng dễ chứ không có khó mà nếu mà mình nói trong này nữa thì đâm ra nó sẽ rối tung rối mù hơn thêm thì các bạn chỉ cần biết đo tổng trở mấy cái này là ok rồi rồi sau này mình sẽ làm những cái video clip riêng về cái đo nóng ha các bạn xem cho hiểu hơn về đen chấm mát và bài đỏ chấm vô cái nơi cần đo để coi trở kháng nó có lên hay không đúng không nó lên là ok rồi, sau khi mà đã đo tổng tổng trở của cái chân cấp nguồn cho nó, cái chân VBAT bát tốt thì chúng ta tiếp tục chúng ta đo qua những cái chân data đúng không? Xe ok, xăng ok, đường ok mà không chạy thì có nghĩa là cái xe nó chưa có tài xế thôi. Tài xế điều khiển thì những cái đường data nó là điều khiển, chúng ta tiếp tục chúng ta đo những cái đường data. Thì quay đen các bạn sẽ chấm mát và quay đỏ các bạn chấm vào cái chân các bạn cần đo. Thì lúc này là chúng ta tháo IC ra rồi các bạn ha, chúng ta đo đường trên cái men đó đo hết tất cả những cái chân ở đây xem em có chân nào nó bị mất trở hay không. Nếu mà cái chân đó các bạn đo các bạn thấy nó mất trở hoặc là các bạn nghi ngờ nó trở kháng nó khác thì các bạn mở cái đúp lên các bạn xem nó đi qua đâu. Ở đây mình ví dụ nó sẽ đi qua một cái con trở và nó đi vào IC nguồn ha. Rồi, chúng ta đo cái chân này chúng ta thấy là trở kháng nó bị sai lệch hoặc bị mất gì đó thì chúng ta tiếp tục chúng ta sẽ đo thẳng vô ngay cái đầu con điện trở. Đo tại đây. Rồi, chúng ta đo ngay đầu điện trở luôn. Nếu mà đo ngay đầu điện trở mà đúng á, mà đo ngay cái chân IC mà sai thì chúng ta sẽ câu một vòng dây từ con điện trở nó qua qua cái chân IC thôi còn trường hợp mà chúng ta đo tại con điện trở mà nó vẫn lỗi thì chúng ta đo tiếp đầu bên kia đúng không đo tiếp đầu bên kia sau đó thì nếu mà không ok thì chúng ta tiếp tục chúng ta thay thế con điện trở này còn nếu mà sau khi thay thế rồi mà đo vẫn còn không ok nữa thì chứng tỏ là lúc đó con IC nguồn nó lỗi rồi chúng ta thay thế con IC nguồn thôi các bạn ha